Bàn cà phê sân vườn mã GCF02430 là mẫu bàn cà phê cao cấp trong bộ sưu tập bàn ghế cà phê của nội thất Đức Thông. Bàn có thiết kế hình tròn độc đáo, tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian của bạn. Với mặt bàn là kính cường lực dày 8mm, sản phẩm đảm bảo độ bền và an toàn tuyệt đối. Kích thước của bàn cà phê sân vườn này là cao 720mm và rộng 650mm, phù hợp với nhu cầu sử dụng trong quán cà phê. Bàn cà phê sân vườn được làm từ khung sắt sân tĩnh điện và dây nhựa giả may cao cấp. Đây là chất liệu chống thời tiết tuyệt vời, giúp sản phẩm không bị ảnh hưởng bởi mưa nắng hay gió lớn. Bạn không cần phải lo lắng về việc sản phẩm bị hư hỏng sau một thời gian sử dụng. Lợi ích của việc sử dụng bàn cà phê sân vườn không chỉ đơn thuần là tính năng và chất lượng của sản phẩm. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại và chất liệu cao cấp, mang lại cho quán cà phê của bạn một diện mạo mới lạ và phong cách. Để khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm, chúng tôi còn cung cấp chính sách bảo hành trong thời gian dài. Bạn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm mà không lo lắng về việc hư hỏng hay cần phải thay thế. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và cam kết mang lại sự hài lòng cho bạn. Hãy liên hệ với nội thất Đức Thông ngay hôm nay để được tư vấn và đặt mua sản phẩm bàn cà phê sân vườn nhé.